đây 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 rồi xăng thì đây thì nhớt thì đây hai bên bằng nhau bằng nhau à, đổ, đổ bằng đấy à có cái pha đấy chứ à, bằng nhau xăng thì đây thì nhớt thì đây ok cái này 100.000 nữa à dạ con nhớt để nhớt của hàng luôn đẳng hoàng phết đấy. Nổ hết xăng thì về nhá. Nổ hết xăng thì về nhá. Chưa ga chắc là chưa quay đâu đúng không? Thế nào hết kiệt là phải bơm đấy nhỉ? À có lỗ không quay được, lỗ không quay thì ở đâu em? Không dài rồi, không quay. Coi như là lấy rồi chỉ còn chờ bảo hành thôi mà đúng không? Không lấy cũng được nữa đúng không? Đấy bởi vì là sau này đem lại nổ máy rồi phải đổ xăng rồi. Đấy. Anh lấy chả